Chỉ vì thất hứa không thể chở con gái đến một tiệm làm tóc trước bữa tiệc sinh nhật. Vậy mà người con gái đã nở lòng nào ra tay sát hại cha mình. Gửi thông tin sức khỏe bệnh nhân tới địa chỉ cũ, bệnh viện Kaiser Permanente đã bị phạt 450.000 đô la. Một nam sinh Mỹ nghi là đã sát hại bạn gái cũ trong chuyến đi ăn mừng lễ tốt nghiệp của họ. Ngày càng nhiều số lượng các trường đại học ở Mỹ đóng cửa tăng vọt vì số sinh viên sụt giảm. Tổng thống Biden nói rằng đã đến lúc giới siêu giàu phải đóng nhiều thuế hơn. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ ba ngày 20 tháng 6 năm 2023. Một thiếu niên Michigan đã bị kết án vào hôm thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 2023 về tội giết cha cô bằng cách là tạc dung dịch kìm, hóa chất tẩy cống lên người cha cô khi ông ấy đang ngủ trưa sau khi cha cô thất hứa vì không chở cô đến một tiệm làm tóc nhân ngày sinh nhật của cô, đã khiến ông bị bỏng hóa chất khắp người nhưng ông ấy cũng đã kéo dài sự sống được 5 tháng trước khi qua đời. Bị cáo Megan Amirovich bị kết tội sở hữu hoặc sử dụng trái phép chất kích thích có hại gây ra cái chết của cha cô là ông Konrad Amirovich, 64 tuổi, và tội bạo hành gia đình sau phiên tòa kéo dài 4 ngày. Bị cáo phải đối mặt với cuộc sống trong tù khi bị kết án, bị cáo đã bật khóc khi nghe phán quyết và sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Dự kiến xảy ra vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Đây là trường hợp bi thảm. Bị cáo đã bực bội tức giận và nổi cơn thịnh nộ với cha mình chỉ vì cha cô đã say rượu và không thể chở cô đến một cuộc hẹn ở tiệm làm tóc trước bữa tiệc sinh nhật của cô đã được lên kế hoạch. Chỉ vì như vậy mà bị cáo đã nở lòng đào ra tay sát hại cha mình. Công tố viên hạt Úc lên ông Karen McDonald cho biết trong thời gian nhập viện, cả hai chân của ông Konrad Amirovich đều bị cắt cụt. Ông bị nhiễm trùng nhiều lần và được phẫu thuật mở khí quản ghép da và lọc thận. Thông tin tiếp theo, Bệnh viện Kaiser Permanente đã chấp nhận nộp phạt 450.000 đô la vì dùng địa chỉ có lẽ đã cũ để gửi thông tin sức khỏe cá nhân cho hàng ngàn bệnh nhân. Giới chức công bố vào hôm thứ Năm, ngày 15 tháng 6 năm 2023, theo báo Sacramento Bee cho biết, Hệ thống bệnh viện này có trụ sở ở Oakland, California, đã gửi 337.755 lá thư chứa thông tin sức khỏe của 167.095 bệnh nhân từ tháng 10 tới tháng 12 năm 2019. Cơ quan y tế có bảo hiểm California cho biết, bệnh viện Kaiser cho biết họ không chắc là người mà họ muốn gửi thư có nhận được thư hay không vì xảy ra trục trặc khi họ cập nhật hồ sơ sức khỏe bệnh nhân trong giai đoạn đó. Chương trình bảo hiểm sức khỏe phải bảo vệ được tính bí mật của bệnh nhân, đồng thời lưu trữ và gửi thông tin sức khỏe đúng cách, bà Mary Wadanabi, giám đốc DMSC, cho biết. Kaiser Permanente đã chấp nhận sửa lỗi để bảo vệ thông tin riêng tư của người tiêu dùng, cũng như để bảo đảm chuyện này không tái diễn. Không lá thư nào trong số đó chứa số an sinh xã hội hay thông tin tài chính, giới chức của Kaiser đã gửi thông báo tới Sacramento Bee, xác nhận vào hôm thứ Năm. Kaiser Permanente đã coi trọng việc bảo vệ thông tin sức khỏe cá nhân của bệnh nhân và liên tục cố gắng bảo vệ dữ liệu, giới chức của Kaiser cho biết trong thông báo. Ngay khi biết sai sót này, chúng tôi đã lập tức sửa chữa hệ thống cũng như thư từ gửi trong tương lai. Tới lúc này, chúng tôi làm xong toàn bộ biện pháp sửa lỗi cần thiết, giới chức DMSC cho biết 1788 lá thư chưa mở đã được trả về Kaiser, nhưng 8 người nhận thư đã liên lạc với chương trình bảo hiểm đã báo cáo họ mở thư ra và nhận thấy không phải là thư của họ, do trục trặc hệ thống của chương trình, hàng ngàn lá thư có thể đã bị người khác đọc, theo DMSC cho biết. Theo kế hoạch sửa lỗi, Kaiser phải liên lạc với những bệnh nhân bị gửi thư sai địa chỉ để sửa địa chỉ cho đúng, cập nhật hệ thống thông tin bệnh nhân và thường xuyên bảo đảm cập nhật địa chỉ, Kaiser cũng phải huấn luyện lại cho nhân viên tiêu chuẩn bảo vệ thông tin sức khỏe nhạy cảm theo đúng luật pháp. Nếu nghi ngờ thông tin sức khỏe bị tiết lộ trái phép hoặc gặp vấn đề khác, khách hàng có thể khiếu nại với chương trình bảo hiểm y tế. Giới chức DMSC cho biết, nếu chương trình bảo hiểm y tế không có giải pháp thỏa đáng hoặc không hồi đáp sau 30 ngày, khách hàng có thể khiếu nại với DMSC bằng cách gọi số 888 466 2219 hay điền đơn khiếu nại trên trang web healthhep.ca.gov. Thông tin tiếp theo, một nam sinh trường trung học Philo High School đã bị cáo buộc bóp cổ bạn gái cũ đến chết trong chuyến đi ăn mừng lễ tốt nghiệp của họ. Nghi can là Blake Linkus, 18 tuổi, đã bị bắt sau khi bạn gái cũ của anh ta là Natalie Martin, 18 tuổi, được phát hiện không có phản ứng trong phòng khách sạn của cô ở bãi biển Myrtle, South Carolina của Mỹ. Vào hôm ngày 7 tháng 6 năm 2023, nhân viên ứng cứu khẩn cấp của khách sạn trên đã tuyên bố Cô Martin đã chết tại hiện trường. Cô Martin là cư dân của Roseville, tiểu bang Ohio. Cảnh sát cho biết đã phát hiện những tình tiết đáng ngờ trong cái chết của cô Martin. Các nhà điều tra xác định cô đã bị bóp cổ bằng tay không. Vụ việc xảy ra trong chuyến đi kỷ niệm lễ tốt nghiệp trung học của Lincoln và Martin vào ngày 8 tháng 6 năm 2023. Lincoln đến từ Blue Rock, tiểu bang Ohio, bị bắt với cáo buộc giết người anh ta bị giam giữ không được tại ngoại từ ngày 13 tháng 6. Theo Metro, Linkus và Martin là bạn học cùng lớp tại trường trung học Philo High School. Cả hai đã hẹn hò vài năm và chia tay cách đây không lâu. Trên Facebook của cả hai có những bức ảnh selfie vui vẻ cùng nhau trong nhiều năm. Thông tin tiếp theo, những năm giữa thập niên 2010, số lượng các trường đại học ở Mỹ đóng cửa tăng vọt, đặc biệt các trường tư phi lợi nhuận, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn sinh viên trên cả nước. Theo CNBC cho biết vào hôm thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2023, dữ liệu từ Higher Ed cho thấy kể từ 2016, có 91 trường đại học tư của Mỹ đóng cửa, sắp nhập với một trường khác hoặc thông báo chuẩn bị đóng cửa. Gần một nửa trong số này đóng cửa sau khi Covid-19 bùng phát vào năm 2020. Đối với nhiều trường đang gặp khó khăn, đại dịch là giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên có hai vấn đề chính luôn xuất hiện trong câu chuyện đóng cửa trường đại học, đó là tài chính và tuyển sinh. Ông Robert Frenick, chủ bút tạp chí The Princeton Review, phân tích về hai vấn đề này. Ông cho biết số lượng sinh viên tương lai đang giảm. Năm 2025 là năm nước Mỹ sẽ có ít số sinh viên tốt nghiệp nhất. Thậm chí có những trường đã ghi nhận số lượng nhập học giảm. Trong khi đó 95% trường đại học Mỹ hoạt động dựa vào học phí, tức tiền của sinh viên. Vậy nên nếu số lượng sinh viên giảm, họ sẽ có ít kinh phí hơn, cuối cùng dẫn đến đóng cửa. Bà Emily Wagwani, giám đốc cấp cao Fitch Gradients, cho biết hiện trạng này là kết quả từ việc vận hành phụ thuộc quá nhiều vào học phí, trong khi học phí không phải lúc nào cũng theo kịp tốc độ làm phát hoặc sụt giảm trong tuyển sinh. Thông tin tiếp theo, Tổng thống Joe Biden vào hôm ngày 17 tháng 6 năm 2023 đã kêu gọi giới lao động của cùng xanh ủng hộ nỗ lực tái tranh cử của ông và giúp ông đánh thuế người giàu một cách công bằng hơn. Tổng thống Biden đã phát biểu trước hàng trăm người lao động tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ rằng đã đến lúc giới siêu giàu đóng phần thuế công bằng hơn. Cuộc meeting vận động tranh cử vào ngày 17 tháng 6 của ông được tài trợ bởi AFL-CIO, một liên nghiệp đoàn đại diện cho 12,5 triệu công nhân Mỹ Liên đoàn này đã công khai ủng hộ tổng thống Biden và phó tổng thống Kamala Harris vào ngày 16 tháng 6, theo AFP cho biết. Trước hàng trăm công nhân, tổng thống Biden cho biết, các chính trị gia ở Washington không mấy quan tâm ủng hộ nghiệp đoàn. Có rất nhiều chính trị gia ở đất nước này không thể nói từ nghiệp đoàn. Tôi không phải là một trong số họ. Tôi tự hào khi nói từ này. Tôi tự hào là tổng thống ủng hộ nghiệp đoàn nhất trong lịch sử nước Mỹ, tổng thống Biden đã nói. Vì tổng thống mô tả người lao động cổ xanh là xương sống của nền kinh tế, khi tầng lớp trung lưu làm ăn phát đạt, mọi người đều phát đạt, ông đã phát biểu cho biết, tổng thống Biden cũng cho rằng cần cải cách luật để bảo đảm sự thịnh vượng của tầng lớp trung lưu, bao gồm cải cách bộ luật thuế không công bằng. Làm sao có thể công bằng được khi mà 55 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ không đóng thuế thu nhập liên bang cho 40 tỷ đô la lợi nhuận, tổng thống Biden đã nói. Nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý rằng số lượng tỷ phú Mỹ đã tăng lên khoảng 1.000. Họ đang trả trung bình 8% thuế liên bang cho thu nhập của mình. Họ trả mức thuế thấp hơn so với giáo viên, lính cứu hỏa và có lẽ là bất kỳ ai trong căn phòng này. Đã đến lúc họ phải trả mức thuế tối thiểu. Tổng thống Biden đã nhấn mạnh cho biết. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình. Và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới